the decorations. Mm. We're already getting them ready. Mm. Without painting them. Rồi, khi nào làm xong cho mẹ coi nha. Chị Yuki làm sao? Mẹ nhắm mẹ tiêu. Yuki, it doesn't have to be Yuki, đứa rồi dạy tên rồi nó. Cô đã. À. À, đến lên đi, Usagi thở ra đất hả? Hả? Yuki, đừng mặc kết tên rồi. Yuki, it doesn't have to be perfect. Okay, thanks. Mà là perfect, mà good, lấy lấy. Mm-hmm. Be careful. Perfect. It okay? Doesn't have to be perfect. Yeah. Dog. You like bubble? Yeah. That's one of my favorite. Rồi, họ làm xong cho mẹ coi nha. Giờ thì bắt đầu vô nấu cơm chiều. Mọi người ơi, xin chào bà cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với Thủy Family Oregon USA nha. Hôm nay Thủy vô bếp, Thủy muốn làm cái món mà Thủy cũng rất muốn làm rất lâu rồi. Đó là nêm nướng á mọi người. Rồi, cắt hành bỏ vô trong tô để dành rồi. Bây giờ Thủy sẽ bắt đầu cắt mỡ ra. Nên là mỡ heo ha. Mình sẽ cắt mỡ heo ra thành hộp lựu nhỏ vậy đó. Để một hồi Thủy sẽ trộn vô với lại thịt. Bây giờ mình cắt nhỏ vậy xong cái thì sẽ bỏ vô cái tô, thì bỏ chút xíu đường vô rồi thì bỏ trong tủ lạnh mát ha, không phải là tủ lạnh đang đám mà tủ lạnh mát nha mọi người. Rồi mới đứng đây thái mọi thứ, tất cả ở đây thì có hành với tỏi nè, thì sẽ là làm hành tỏi nhỏ ra. Rồi thì có hai dĩ thịt ở đây, thì có hai dĩ thịt và thì có giò sống. Thì mua một hộp giò sống này ở trong siêu thị Việt Nam mình đó mọi người. Kỳ thì đi siêu thị mua đó để làm từ từ. Mỗi lần mà đi siêu thị Việt Nam là thì mua này mua kia để tủ lạnh đá, để tủ lạnh cái làm từ từ á. Nhiều khi là món này món kia có để mình làm, có để mình nấu. Rồi thì bỏ cho giò sống và thịt vô ha. Rồi mỡ xay và hành tỏi vào đây. Hành tỏi hồi nãy thì băm nhuyễn á. Rồi thì cho vào đây là 2 muỗng hạt nêm và khoảng 1 muỗng rưỡi bột ngọt. Rồi thì cho thêm một chút xíu đường vào đây ha, chỉ vậy thôi. Rồi với lại ở đây là dầu hào á. Dầu hào mình bỏ vô vậy rồi mình trộn nó lên. Thì sẽ trộn nó thì sẽ làm thật lâu, tại vì thì quay thì ngắn thôi, nhưng mà thì trộn cái thịt này rất là lâu nha mọi người. Thì trộn nó để khi nào mà nó có cái đàn hồi dính á, lại thì mới bắt đầu không trộn nó nữa. Cái này á là phải trộn cho nó, phải bóp cho nó nhiều, thật nhiều, phải nó trộn cho nó phải dính thật dính. Xong thì sẽ lấy ra thì bỏ vô một cái thau khác, thì bỏ vô tủ lạnh mát. Không thì bỏ vô tủ lạnh mà tủ lạnh đông đá, là thì bỏ vô đó là khoảng 30 đến 40 phút nha. Đó nè mọi người thấy chưa, bây giờ thì bắt đầu nó đã bắt đầu có đàn hồi dính lại rồi nè. Đó, trời ơi, bắp tay mỏi hai cái tay quá trời. Rồi thì bỏ vô tủ lạnh đông đá khoảng 2 đến 30 phút. Ở đây thì có bánh hỏi, thì lấy bánh hỏi ra. Bánh hỏi này thì mình không cần luộc mọi người, mình chỉ lấy nước sôi cái mình trộn như đây, mình là đổ vô cái khoảng 5 phút là bánh hỏi được rồi. Đừng bỏ vô nước mà sôi mà luộc nha, là nó sẽ nó bể hết luôn cái bánh hỏi của mình á. Thì chỉ làm như vậy thôi, là 5 phút sau là thì lấy ra là được rồi. Thì rửa lại nước lạnh thường, thì những cái bún khô này thì lúc nào cũng phải rửa lại nha, không thì mình ăn nó rất là hôi. Hành lá hồi nãy thì cắt nhỏ, bây giờ thì cho một chút muối và một chút dầu ăn vô và cho vô cái máy phi sóng này khoảng 1 phút là được. Ở đây thì có cái nước để thì thoa lên nêm của mình á. Nêm nướng của mình thì có nước tương nè và dầu điều, nước tương, nước mắm và mật ong thì pha lên. Thật sự thì phải có thêm màu dầu điều nhưng mà thì hết rồi, cho nên cái màu nó không đẹp lắm, nhưng mà mình có cái này pha lên thì nó ngon hơn, mình thoa lên thì nó ngon hơn. Bây giờ bắt đầu thì sẽ làm một cái
nên mà thì làm nó hơi dài, hơi to, hơi dài. Tại vì cái cây của thì nó cái cây mà thì để thì làm cái nêm nướng đó, nó dài quá. Thôi thì thấy vậy thôi, sẵn làm nó dài dài luôn cũng được. Thường thì mình làm nó nhỏ nhỏ tròn tròn, nhưng mà thôi làm dài dài, tại vì mình làm mình ăn mà, miễn là ngon là được, miễn là bỏ vô cái cây mà nó dính ấy là được ha. Thì đúng là thì làm mà cái bao tay của thì nó dính quá thì phải thoa dầu lên cái tay, xong rồi thì mới bóp nó vậy nè. Đó, nó cuối cùng thì cũng làm ra thành quả lắm các bạn ơi. Đó, được bao nhiêu đầy cày. Rồi thì bỏ vô là nướng. Trước tiên là thì sẽ nướng là 350F ha. Còn ở bên đây thì thì ra áp chảo. Thì còn khoảng mấy cây thì thì bỏ qua áp chảo. Nếu ai không có lò nướng á thì mình áp chảo cũng được, rất là dễ luôn. Áp chảo thì nó cũng rất là nhanh nha, lửa nhỏ thôi. Mình để lửa nhỏ mà mình thấy nó chín, thật chín rồi thì mình dặn lửa mạnh, thật mạnh, để mình làm ở ngoài nó sẽ vàng. Cái nhìn nó đẹp lắm, nó giống như là mình nướng thôi chứ không có khó. Nếu mà ai không có lò nướng làm cái kiểu này cũng rất rất là tiện lợi luôn á. Mà mình phải đứng đó và mình phải lăn nó nha, mình phải lăn qua lăn lại, chứ không mà mình để một chỗ thì nó sẽ khác và nó sẽ không chín đều á. Rồi đây nè, nó thì làm nãy giờ nó cũng vàng vàng rồi nè, rất là lửa rất là nhỏ luôn á, để nó chín từ 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 chứ không có mạnh được. Rồi xong đây là được thành quả rồi nè mọi người ơi. Đó, nướng cũng khoảng 20 phút nha, mấy cái cây này thì đứng nướng cũng khoảng 20 phút và đây là xong được 40 phút rồi nè. Không, 20 phút rồi nha mọi người, 10 phút rồi, xong 10 phút nữa giờ thì lấy ra thì quét cái dầu này lên cái khổng hộp mà hồi nãy thì pha đó, thì quét nó lên để mình nướng thì nhìn nó bóng và cái màu nó đẹp hơn. Nếu có dầu điều á, dầu hạ điều á mà màu mà nhiều nữa thì nhìn nó đẹp hơn, tại thì hết rồi. Thì là lấy ra lúc mà làm xong lấy ra để pha sốt thì nó hết rồi, thôi không kịp nữa, cho nên thì còn nhiều thì làm nhiều. Nhưng mà cái sốt này pha thoa lên ăn rất là ngon nha mọi người, nó ngọt ngọt, nó có cái vị vừa nước mắm nước tương á, rồi mật ong nữa, cho nên nó ngon lắm. Rồi bây giờ cũng xong rồi nè, đó, nướng khoảng 30 phút. Rồi thành phẩm của Thủy xong rồi nè mọi người, nhìn đã không, nhìn blem blem không. Bây giờ vợ chồng Thủy sẽ bắt đầu thưởng thức cái món mì nêm nướng này ha. Xin mời mọi người cùng ra đây ngồi cùng thưởng thức với vợ chồng Thủy cho vui nha. Hôm nay Thủy làm nêm nướng, mà hơn nữa thì là Thủy làm áp chảo ha. Còn ăn đi Thanh đi. Còn phần nữa thì Thủy nướng. Anh đi. Thủy nướng trong cái lò nướng nhà Thủy á. Lần đầu á hả? Đấy đi ra đi. Nướng luôn. Dạ. Lần đầu Thủy nướng á là Thủy để 350F ha. Xong lần thứ hai Thủy để lên khoảng 10 phút 15 phút. Thank you anh. Anh đi sao kệ. Lần thứ hai á thì Thủy để lên là 395. Rồi thêm một lần honey that half nè. Yeah, I think so. Thì nướng nó hơi dài nữa bạn. Cho nên bây giờ gút cái này ra. Gút ra xong rồi mình đặt bỏ ra làm hai vậy nè. Đó, rồi mình nướng mình cuốn ăn thôi. Ha, một cục quá trời đã luôn. You want chip something for cut honey? I got it. You got it? Wow. You got something to cut honey? No. You're using your fingers, I'm using chopsticks. Thì cuốn lại. Ây da, nó gớt rồi. Rồi, giờ bị cuốn là mình chấm rồi ha. Mine's a little different here. Cuốn là chấm. Muốn ăn nêm nướng lâu lắm rồi, nhưng mà hả không có là thời gian để làm á. Bữa nay rảnh làm. Với lại cuối tuần không mà có chỗ làm gì ngon ngon ăn. You do good? It's not too good, is it? Yeah. Chấm một cái. Excellent. They have a pineapple that cool, huh? It's good, huh? Có miếng thơm, miếng rau sống rồi này vô cuốn, trời nó hòa quyện nhau ngon dễ sợ. Ngon quá trời ngon.
cuối cùng á, 10 phút sau á, là Thủy nướng 450F, là Thủy nướng tất cả là 30 phút, mới nào thì 10 phút nó nhỏ, nhỏ thôi để mình để cho nó chín á. Còn cái áp chảo thì mình áp lửa nhỏ thôi, cái bắt đầu thấy thịt nó chín hết xong rồi cái mình áp chảo cho nó lửa nó mạnh lên. Wowie. Wow. That's good stuff. So good. Vợ chồng Thủy á có tâm hồn ăn uống vậy lắm. Nó đã ngon lắm bạn ơi, ngon lắm luôn á, đã dễ sợ, phải đi cần phải tới qua Cao Hòa mua, ở nhà tự làm đi dễ mà nó ngon nữa, trời nó ngon quá trời ngon, đã quá trời đã. Little bit petrol. Nhã mi lấy lại. Trời lấy lại ngồi ngoài sàn nhã mi nhã mi. Ngon 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 hả? À, ngon ngon cả đó đi. First time I make honey. Yeah, I know. Nói ổng nói là em mới làm lần đầu, ổng nói ổng biết. Tại biết sao? Thì làm món gì thì cũng ăn món đó. You know because everything I make is for you. Why honey? Cuốn rau sống nhiều nhiều cho ăn cho đã. This is a new food and it's delicious. Chưa bao giờ làm qua. Nó rất là vừa ăn của mình. Rất ngon. You know, I need to cut some more fat, too much some more fat with me. Oh yeah. Pork fat. Yeah. Meat with that. Wherever would you get pork fat? You buy or just use some of our fat from our pigs? I don't have pork. It's way big. Yeah. Nó đã ngon quá trời ngon. Cuối tuần á nghĩ món gì ngon làm ngon ngon thì ông xã ông ăn, làm qua làm lại không biết làm món gì mà có chứng chị à, làm ghế rồi không biết làm món gì luôn. Nhiều khi thì thấy á trên mạng á thì lướt lướt á chứ thấy ngon là thì làm thôi chứ thì cũng không có biết làm món gì nữa. Ăn trời, ăn đã. Cay. Để chấm nước mắm nha. Chấm hả? Ngon. Giật ấy kìa. Cuốn hả? Đã quá trời đã. Này hả, cuối tuần mà bạn bè ăn đến nhà ngồi làm này ăn cũng ngon. Like we can have fun coming house and some drink and some make us good. I keep pineapple for that. We eat pineapple, but we eat only
Like that and not too good, but you mix with something really good. Mmm. No. Mm-hmm. Ngon ơi là ngon. Thiệu vét cái sốt lên đó mọi người. Ngon lắm. Cái sốt đó làm cho cái thịt đó nó ngọt ngọt, nó mặn mặn. Mà mình không có quét cái sốt lên lúc mà Thị đang nấu xong á. Thị không có để cái sốt lên á. Thị thử á, ăn nó cũng rất là ngon. Có cái sốt lên thì nó còn ngon nữa nha. Tuyệt vời mọi người ơi, tuyệt vời quá là ngon. Có miếng miếng mỡ trong đây đó. Mỡ cắt nhỏ nhỏ ra đó, ăn nó ngon lắm. Nó có hòa huyện thật là ngon luôn á. First time that's very good, huh? And not too hot. The meat not too hot, but you need to tap everything for meat. Hai vợ chồng Thủy có tâm hồn ăn uống lắm. Hai vợ chồng hợp nhau. Ăn món gì mà ngon lắm, đã lắm. Thì cảm ơn mọi người ủng hộ Thủy nha. Tại biết sao có như bạn có em nói chị ơi trồng rau cải gì, chị cũng muốn trồng lắm nhưng mà bây giờ bên chỗ chị nó chưa có ấm, nó chưa có ấm lại, nó được 2-3 ngày nắng cái nó lại đông đá buổi tối trở lại. Mà những cái rau cải á, mà buổi tối mà nó đông đá một cái là nó sạch hết rồi mọi người, cho nên phải để vào tháng cuối tháng 3 mới bắt đầu làm được. They have some my comment for me, ask me why I don't do a vegetable more. Like the one I start do that. It's winter time. Yeah. You know, they don't know. You know, in Vietnam and not in some state, not too hot, not too cold like Oregon. Because, yeah, I just said, we can start like finish my three. Maybe. Yeah. Right? It'll snow one more time in early spring, so after the next snow, we gotta wait for it to snow one more time, and then we know it's okay to start doing gardening. Snow! Again! We'll see. If it snows like on Monday, Tuesday, then we'll know that spring will be here after that, but if it doesn't snow, then we need to wait for it to snow. Ôi chà chà, nó ngon quá mọi người. You know, like even every year we've lived here, right? It snowed one, like the first year it snowed on Allison's birthday. And then every year it snows in the spring, sometimes month three, sometimes month four. Để coi lần tuyết rơi nữa xong rồi mới được các bạn ơi. Rồi thì cảm ơn bà cô chú anh chị anh rất nhiều nha. Thương Thủy cho Thủy một like, một share, một đăng ký. Ủng hộ, cảm ơn Thủy, cảm ơn rất nhiều. Và Thủy chúc mọi người cuối tuần thật vui vẻ, hạnh phúc, an lành nha. Thủy sẽ cố gắng đợi những ngày ấm tới. Thủy ôm hạt hết rồi, ôm hạt ở ngoài rồi đem vô buổi tối rồi ôm hạt, rồi đợi đến ấm rồi mình đem ra mình bỏ xuống. Okay, bye bye honey. Cảm ơn bà cô chú. Cảm ơn bà cô chú. Cảm ơn các bạn ủng hộ vợ em. Too much, no.
Nó ủng hộ. Ủng hộ. Dạ em. Dạ em. Cảm ơn. Cảm ơn. Bye bye. Alright, next time.